Xin chào mấy anh em nha. Hôm nay Vương ô tô sẽ giới thiệu cho anh em chiếc xe Revel 150 mẫu lớn nè. 150 két nước nha. Xe rất là đẹp. Xe này nó zin từ đầu tới đuôi nha. Xe này rất là đẹp. Chưa thấy chiếc xe nào đẹp như chiếc xe này luôn. Rất là đẹp từ đầu tới đuôi. Nè, quay kỹ ra cho anh em coi nha. Đèn đuốc inox đẹp, rất là đẹp. Lốc rất chân, xe này zin từ A tới Z luôn. Bình xăng nè, tất cả các thứ bình xăng nè, đẹp, rất là đẹp. Thêm nè, còn zin nguyên chiếc luôn. Đây, cận cảnh luôn cho anh em coi, phù phiếc rất là đẹp. Cô biết phù phiếc rất là đẹp. Đây, quay nguyên chiếc luôn. Xe này đều bay 150 nha anh em. Cái này là két nước nha. Cái này xài bằng két nước nha. Xe này nó zin từ A tới Z luôn. Đây, bồ biết phù phiếc luôn. Rất là đẹp. Ốc tấn 7 màu luôn. Rất là đẹp. Bị nóc dần, nóc nó đẹp khó hai bàn luôn. Sáng so mặt được luôn nè, thấy không? Đây, rất chừng mai móc két nước nha. Két nước luôn. Két nước rất là đẹp. Này, xe này dàn inox rất là đẹp. Xe zin toàn bộ zin kiến rất là đẹp. Chạy đúng 14.000 900 cây, gần 15.000 cây nha anh em. Xe zin luôn nha, bao tua luôn nha. Xe này là không có tua, không có tiết gì luôn, còn zin nguyên chiếc luôn. Để lát mình test tiếng máy cho anh em nghe. Máy thì khổ phải bàn luôn nha. Cái xe này nó đẹp, nói chung là không phải có một chi tiết gì để chê luôn. Vô mới vô cặp kiến mới luôn nha anh em. Đó. Chi tiết cái xe luôn, còn zin nguyên chiếc, chưa làm một qua gì luôn. Xe này về anh em chỉ việc đổ xăng vô đi uống cà phê vòng vòng vi vu thôi. Đó, rất là đẹp. Để mình test cho tiếng máy cho anh em nghe dễ. Xe này là zin luôn nha, đồng hồ zin luôn nha, chưa tua nha, 14.000 cây đúng luôn nha. Két nước chạy nè, máy nổ, máy rất đẹp, máy đang nổ nha anh em. Test cho anh em nghe luôn, rất là hay. Máy này là như bịch tiếng bô lại là không nghe cái máy nổ luôn, rất là êm. Tất cả hoạt động bình thường. Điện nhanh, đèn còi đầy đủ, về chỉ sử dụng thôi. Xe đang nổ máy luôn nha anh em. Cho nổ máy cho test tiếng máy. Máy nổ rất là êm, xăng rất là đẹp, cầu lồng rất đẹp, chưa dạng cũng ốc ra luôn á. Xe này 42.500 nha anh em. Anh em nào mua thì nhanh tay đăng ký giùm mình nha. Anh em đăng ký kênh của mình để có nhiều xe mới em sẽ lên video cho anh em coi. Xe còn rất là nhiều, bên em rất là phong phú xe nha. Revel, thể thao, Phoenix gì cũng có nha. Anh em nhớ đăng ký kênh của mình đi, rồi mình sẽ lên rất là nhiều xe cho anh em tham khảo. Đây, anh em nào mua thì nhanh tay chốt cho mình nha, 42.500 nha. Xe còn rất là đẹp nha. Xe này đi tìm chiếc thứ hai không có, tìm đấu thủ cùng đời là không có luôn nè. Rất là đẹp. Rồi anh em nào mua thì nhanh tay chốt cho mình nha. Thằng chào mấy anh em nha. Video sau mình sẽ lên một con Revel 170 cho anh em. Thằng chào anh em nha.